tại đang là 3 giờ chiều ngày 16 tháng 7 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trên màn hình hiện tại là chúng tôi đang hoàn thiện một bộ ghế tần thể hoàng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ cột 14, bộ hoàng rất là to. Bộ này là của anh Hùng tại Hạ Hòa. Chúng tôi đang trong quá trình phun sơn lót. Đây mới là sơn lót, chưa phải là sơn hoàn thiện. Đây là bộ này bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, rất là to. Bộ này kích thước là cột 14 nhé. Và những bộ trước chúng tôi quay là cột 12. Bộ này cột 14 yếm liền, rất to. Đây, tôi có quay và gửi lại cho anh Hùng. Hiện tại anh đang công tác tại bên nước ngoài, công tác và làm việc ở bên nước ngoài thì anh có tặng chúng tôi. Đây là chiếc ghế còn hình nhất đây. Hiện tại là mới chỉ là đang phun sơn lót thôi mà đã đẹp như này rồi. Thì khi sơn hoàn thiện lên nó rất là đẹp hơn rất là nhiều. Đây là vân gỗ gõ đỏ. Phía bên trong này thì là một chiếc ghế thứ hai. Chiếc này là chúng tôi đang đánh dây giáp đây. Đang đánh dây giáp là một lúc nữa thì chúng tôi sẽ phun lót vào thì là cũng lên màu như chiếc ghế kia. Đây, hiện tại đang đánh dây giáp là những cái bột cam cưa ấy vào nên là nhìn màu sắc nó dính cam cưa nên là màu như vậy. Đây màu phun lót là như này. Đây rất là đẹp nhé. Đây là chiếc bàn. Thì ở phía bên trong này là chiếc ghế dài, tôi sẽ vào quay chiếc ghế dài cho anh Hùng xem. Phía bên trong sửa. Ngoài ra thì anh Hùng còn một chiếc kệ TV nữa, thì kệ TV đã được anh em thợ cũng đang hoàn thiện, đang trong quá trình hoàn thiện rồi. Được và phủ một lớp sơn lót rồi. Bên hiện tại chúng tôi đang tiếp tục đánh dây giáp. Chúng tôi phủ rất nhiều lớp sơn này. Đấy, vân gỗ đỏ rất là đẹp nhé. Là một ghế cột 12. Bộ này là cột 12 thì quý vị có thể thấy là nhỏ hơn rất là nhiều so với bộ 14 bên này. Đây cột 14 rất là to và hoành tráng đây. Đó. Đây là cột 12. Còn quý vị ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng sản xuất Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0957510816. Chúng tôi có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.